thế rồi đấy ạ. Ô, mẹ về sớm nhỉ? Con làm cái trò gì đấy? Không gì đâu mẹ. Cái này là cái gì đấy hả? Thế này đi. Con chuẩn bị cho vừa kỳ cả lớp thôi. Không gì đâu mẹ. Thế à, anh sẽ hôn gái làm gì, kinh lắm. Thôi con lau đi rồi xuống ăn cơm. Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, con là con trai duy nhất của bố mẹ, bố con cũng là đích tôn của dòng họ. Con mà không từ bỏ cái lớn sớm đáng xấu hổ ấy đi thì em có làm bao học hành gì nữa. Đăng ơi! Đăng ơi! Chào mọi người, mình là Đăng và mình là người đồng tính. Cuộc sống của những người đồng tính thực sự rất là cô độc và mệt mỏi. Nếu không có được sự ủng hộ cũng như là cảm thông thì mọi người xung quanh. Bởi vì như chính mình vậy, mình chưa bao giờ thực sự được sống với con người thật của bản thân, cũng như chưa bao giờ tìm được hạnh phúc cũng như bao người khác.